Mà tôi không cần 10 triệu, không cần 10 triệu đâu. Em còn mấy chục tỷ bây giờ, em còn bà cần thôi tầm khoảng khoảng 200 tỷ thôi được. Và ngày với mỗi chương trình gương mặt showbiz, khi mà khách mời đến với chương trình thì đều có một cái thử thách, đó chính là gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp nào đó của Đừng mình bạn gọi cho bà mình để có thể trêu chọc người đó. Thì bây giờ anh sẽ gọi cho ai ạ? Trêu chọc hả? Anh ít khi gọi điện trêu chọc ai lắm. Chắc gọi cho chị Mỹ Lệ đi ha. À, chị Mỹ Lệ cũng là một người chị rất Chị là Mỹ thân Lệ cũng thiết là một người với. chị rất là thân thiết với Ly. Anh với chị Lệ thì có những điểm chung, đó là chị Lệ cũng rất là thích trồng cây giống anh, nên hai đứa mỗi lần mà gặp và tám với nhau đa số là toàn nói chuyện cây cây nhà mày ra bao nhiêu trái rồi rồi tao mới nhập cây kia ở nước ngoài về. Ok, chúng ta sẽ gọi cho đại gia Mỹ Lệ ha. Rồi đó chị, anh hãy gọi cho chị Mỹ Lệ và chọc cái gì đó để cho xem được phản ứng chị Mỹ Lệ như thế nào nhá. Ok, Anh mở. không biết là bà có đang ở Việt Nam nữa. Anh mở loa ngoài nhé để cho mọi Ok, người cùng mời ra nghe. ngoài nhé. Chưa bao giờ anh làm điều này. Hello, Mỹ Nhân Ngư à? Where are you? Chị về Việt Nam chưa? Về Việt Nam chưa? Vừa ăn cơm xong mà ăn cơm ở đâu vậy? Gần gần cái loa. Em ôi rồi em yếu quá. Yếu quá, đang đang yếu, em mới gọi điện cho chị này. Không, chưa ảnh hưởng. Trong này mặt em nó phì ra, em không biết làm sao để cho nó chạy lại được. Thế đầu năm đã có nhiều tiền vào chưa? Thế à? Thế có còn còn tiền cho em mượn ít coi. Em đang bị dính mấy cái vụ dự án resort đấy kìa, đang thiếu 10 triệu đô này, bây giờ không biết đòi còn chưa đòi được tiền này. Bây giờ chỉ có Mỹ Lệ mới có tiền mà cho mượn ấy chứ. Thế Nhưng mà bà có tiền mặt không? Tôi cần tiền mặt đấy nha. Có tiền mặt không? Mà tôi không cần 10 triệu, không cần 10 triệu đâu. Em còn mấy chục tỷ bây giờ, em còn bà cần thôi tầm khoảng khoảng 200 tỷ thôi được. Ôi giời. Quá quá tuyệt, thôi thôi rồi rồi ok, mai 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 mang tiền mai vác bị qua nhà em luôn nhá, xong rồi dạ, ăn chia em cũng em cũng em cũng tạm tạm, nói chung là cũng công việc cũng ổn, sắp ra album mới hả. Thì bây giờ cày thôi chứ bây giờ biết làm gì nữa, cuộc đời em thì chỉ có đi cày thôi, em đâu có đại gia như Mỹ Lệ để ngồi trên đống vàng đâu. Giờ em phải 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 kiếm tiền, em trả nợ cho Lệ chứ. Không ai đồn bậy gì. Ồ, thế à, cũng làm hả? Sao ấy? Mọi thứ vẫn ổn đúng không? Thế trong tuần ghé em chơi đi. Trong tuần ghé em đi nhá. Ok, love you. Bye. Bye. Gọi ngay đúng một đại gia đúng không ạ? Mượn tiền bao nhiêu là 200 có luôn. Bây giờ anh có định là ngày mai xuống lấy thật Em thấy không, anh nói về em rồi. Anh nói rồi, anh so với bạn anh không ăn thua không? gì hết. Trời ơi. Vậy thì anh có thể chia sẻ một cái kỷ niệm hay một cái tình cảm giữa anh với chị Mỹ Lệ như thế Thế nào lát chuẩn bị bao tải qua nhà bà Lệ ngay và mà. luôn, ok. Bây giờ có tiền đi chơi rồi các em ơi. Với chị Lệ như thế nào để mà có thể dễ dàng mà cho mượn một số tiền lớn như vậy ạ?
Thật ra chị Lệ là một người chị. Anh nói với em là bạn của anh đều là những người bạn mà từ rất 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 lâu, từ rất 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 lâu và hoàn toàn tin tưởng nhau, yêu thương nhau và ủng hộ nhau. Anh nghĩ là chị Lệ cũng cũng biết khả năng kinh doanh của anh nên là đòi đầu tư, bởi vì biết là đầu tư thì sẽ ra Tức tiền là nên biết là. là Nhưng mà anh rất là may mắn, bởi vì trong cuộc sống của anh thì anh có rất nhiều người muốn đầu tư vào con người anh. Đấy cũng là một cái điều mà anh nghĩ là đáng tự hào. À, có thể là Em thấy có muốn đầu tư không? tôi Có có vài tiền trăm có em ước tỷ không? em ước gì em có em có con số đấy. Và rất là dễ thương, một cú điện thoại có thể thấy được tình cảm của hai chị em rất là gắn bó. Cái này là chưa nói chuyện với nhau từ trước Tết, gọi điện còn chả chúc Tết gì nhau mà gọi điện hỏi tiền luôn. Anh thấy nhiều lúc mình khổ nạn.